Xin chào anh em, xin chào mọi người nhá. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình đã quay trở lại đây. Trên tay mình đây đang là một em thẻ nhớ. Hôm nay mình muốn giới thiệu với anh em một cái thẻ nhớ rất là nhỏ gọn, rẻ nữa, và kèm theo nữa là nó rất là đa năng. Cái thẻ nhớ này thì mình mua ở trên Shopee. Anh em có thể truy cập vào cái link ở bên dưới để chúng ta mua hàng nhá. Mình mua ở Nhất Tín Computer. Thì anh em cứ yên tâm mua hàng đây, bởi vì hàng ở đây thì rất là ok rồi, không phải suy nghĩ. Rồi, ok, mình sẽ mở hộp trên tay nhanh cho anh em một cái thẻ nhớ 64GB. Rồi, mình sẽ khui hộp cho anh em nhé. Đọc đây là cái thẻ nhớ của chúng ta. Ở bên trong này thì hết rồi. Đây là sản phẩm được đóng gói rất là kỹ càng này. Xong này kèm theo là túi chống sốc các thứ đầy đủ luôn. Đây là một cái chính sách bảo hành. Và đây là đây là nhân vật chính của chúng ta. Đây nhân vật chính. Đây là em thẻ 64GB nhá. Exchange Pro nhá. Em 64GB Exchange Pro của chúng ta đây. Kèm theo là một cái áo thẻ. Mình mua cái thẻ này về mục đích của mình đó là quay phim và chụp ảnh với lại lắp trên cho em GoPro nhá. Đây mình sẽ khui lên cho anh em coi. Ở phía sau này không biết là người ta có đây. Phía sau này có một cái phần siêu rồi. Anh em khui cái siêu này ra nhá. Sau đó thì anh em lôi cái phần nhựa này ra này cho mình. Đấy. Đây là adapter và áo thẻ với lại adapter thẻ với lại và một cái thẻ thì chúng ta anh em móc sau ra. Nhà bán hàng người ta có khui ra cho anh em rồi để dán thẻ bảo hành, còn cái này thì chưa khui. Cái này mình khui luôn. Khui. Đây. Ok. Áo thẻ này rất là xịn nha anh em. Anh em có thể nhìn thấy là phía đằng sau lưng nó có made in China luôn, xịn sò luôn. Và chúng ta sẽ nắp vào. Lý do mà mình mua cái thẻ này vì đây là cái thẻ là thẻ U3 nhá. Tốc độ đọc nó là 170. Đây. Anh em có thể xem thông tin ở ngoài vỏ thẻ Exchange Pro luôn nhá. Vàng rất là đẹp luôn. Và cái này chuẩn U3 nhá. Chúng ta có quay được phim 4K này, sau phim được cho máy ảnh này, cho cả GoPro cho điện thoại cái thứ rất là ngon lành luôn, anh em cứ yên tâm. Chiếc này thì tốc độ đọc của nó là 170 m/s và tốc độ ghi là 90 m/s. Rất là tuyệt vời. Mình thấy thông số thế này thôi. Nhưng thực ra ấy, nó tốc độ đọc nó ghi như này, tốc độ ghi nó ghi này, nhưng thực ra nó chỉ được khoảng tầm trung bình khoảng 70 m là cùng thôi, hoặc là 60 m, hoặc là mình thấy tầm 60 m là hạnh phúc lắm rồi. Bởi vì là có một hôm mình mua thẻ nó bị lừa ở trên Shopee, mình mua không phải Nhất Tín, thì mình mua cái thẻ Samsung 64GB mà nó ghi là tốc độ đọc ghi nó giống như vậy nhưng mà không được. Đây là cái áo thẻ nhá. Đây là áo thẻ. Thì anh em lưu ý cho mình là đừng có đút nộn đằng này vào. Đút nộn đằng này vào nó không vào đâu, đừng có cố nhá, hỏng đấy. Và anh em đút được này nhá. Và nhớ xoay cái phần có cái hình này, anh em xoay vào đây cho mình. Đó. Và chúng ta đút cẩn thận, kỹ lưỡng vào. Như vậy là xong. Thì chúng ta có thể dùng được cái thẻ này 2 trong 1. Anh em có thể cắm vào điện thoại là 1 này, 3 trong 2 nhá, 3 trong 1 luôn. Một là cắm vào điện thoại, chúng ta cắm vào điện thoại thì anh em rút cái thẻ này ra, hoặc là cắm vào con GoPro. Ở mình thì mình có một chiếc Hero 5 Black. Còn nếu mà khi nào mà anh em mà cắm vào máy ảnh ấy, ví dụ như cái máy mà mình đang quay cho anh em xem ở đây ấy, thì là em R, thì chúng ta sẽ cắm như này, thì chúng ta sẽ có thêm hai cái thẻ để chúng ta sử dụng được rất là nhiều mục đích khác nhau. Rồi, đây là toàn bộ cái sản phẩm của chúng ta nhá. Mình sẽ cho anh em cái link ở bên dưới mô tả. Anh em thấy hay thì đừng quên sub kênh ủng hộ cho mình nhá. Rồi, xin chào anh em. Hẹn anh em trong các cái clip lần sau nha. Và anh em đừng quên sub kênh, bấm chuông và ủng hộ cho mình để không bỏ lỡ clip nào hay nhất nha. Xin chào anh em.